Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối không khí lạnh rất vừa khô nên dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai hầu như không nơi nào ở miền Bắc có mưa. Tuy nhiên nhiệt độ lại trong quá trình giảm sâu. Ở vùng núi lúc này nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ, trong khi đó ở khu vực trung du và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 11 đến 14 độ, trời rất buốt. Sang đến ngày mai, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định. Trong buổi sáng, miền Bắc vẫn duy trì nhiều mây, đến trưa chiều mây mỏng sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ trong ngày mai vì thế tăng dần, cao nhất trong ngày mai phổ biến ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Chỉ riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên là nhiệt độ vẫn cao từ 23 đến 25 độ. Dự báo đến ngày 17 và ngày 20 tháng 1 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống, làm cho nhiệt độ giảm mạnh, tình trạng rét đậm rét hại khi về đêm và sáng sớm tiếp tục kéo dài. Lưu xuống khu vực miền Trung, tương tác của không khí lạnh cũng tiếp tục gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Do có mưa cộng với trời nhiều mây nên nền nhiệt phía Bắc đều hại văng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 13 đến 16 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn ở phía Nam đều hải văn, trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, dao động từ 19 đến 24 độ. Đến trưa chiều ngày mai, nhiệt độ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ từ 24 đến 27 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ổn định, nhiệt độ ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Nhìn xuống khu vực phía Nam, hai khu vực có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo, trong ngày và đêm nay sang đến ngày mai, ở đây tiếp tục duy trì với thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới phổ biến từ 28 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có thể lên mức là 34 độ, gây ra cảm giác nóng bức. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Còn các vùng biển còn lại như từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan lại có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5.